Ok anh em, thì theo ý kiến của anh em thì sau khi mà Đặc Dương Đẹp Giai chuyển sang Thiếu Lâm thì em cũng nhận được nhiều ý kiến của anh em bảo là soi Đặc Dương Đẹp Giai. Thì sau đây em sẽ review cái Đặc Dương Đẹp Giai sau khi mà bắt đầu server xuất hiện Hoàng Kim môn phái nha. Đầu tiên là vào ngay với lại cái vũ khí. Đây là một cái vũ khí tứ không giáng ma giới đao. 3 cấp Như Lai Thiên Diệp, tốc đánh 33, sát thương 52, sát thương vật lý ngoại công 137%, sinh lực 189, hút nội 5. Thì cái đao này là quá ok rồi anh em ạ. Tốc 33 thì theo như em được biết thì hình như là đủ đủ mốc chém đấy, đủ 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 mốc chém đấy. Nếu như là mặc áo cương tình vào, mặc cái set nhu tình nam ấy, mặc áo nhu tình nam thì được 1 cấp. 1 cấp kèm với lại cái nhất kỷ thì em nghĩ là đủ cái mốc 158 nếu như đánh nhau ở ngoài. Và qua được cái mốc 121 à 101. Sát thương 52, 137. Lượng đam khá là to, kèm với đó là cái mũ mũ Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão. Cái mũ này là của Thiếu Lâm Quyền. Đấy, thì cái kỹ năng Long Hổ Chảo thì không cần thiết. Tại vì là mặc cái mũ này thì mục đích là lấy kháng hỏa 28, lấy 3 cấp Như Lai, lấy sinh lực nội lực và sát thương 73%. Đấy, cái cặp này thì bây giờ Đặc Dương Đẹp Giai cực kỳ kinh khủng. Băm chết cả cái bang như một cái con cái bang VIP server như ạc của em luôn. Băm chết em luôn anh em ạ. Đấy, đây là anh ấy đang đi liên đấu nên anh ấy sẽ mặc cái bộ hiệp cốt để lấy cho mình cái phục hồi 50 của áo. Chứ còn bình thường là anh ấy là mặc set nhu tình nam. Set nhu tình nam nó y hệt cái set nhu tình nữ. Chỉ là mỗi cái tội là nam giới mặc được thôi. Đấy, đây là anh ấy đang mặc cái set này để đi đi liên đấu. Tiếp theo là cái bao tay. Sử dụng cho mình một cái bao tay kháng hỏa 25, choáng 20, sinh lực 60, nội lực 97. Bao tay này thì khả năng là choáng thì khả năng là em nghĩ là anh ấy sẽ tính được cái mốc choáng đủ và lấy cái kháng hỏa 25 mắc binh. Đấy, và lấy sinh lực nội lực và sinh khí cao thì càng tốt để lấy máu và mana. Tiếp theo là đến cái nhẫn, một cái nhẫn kháng hỏa 25. Choáng thì khả năng là không cần thiết thì tại vì Thiếu Lâm thì cũng chả cần choáng đâu. Thiếu Lâm thì chả cần choáng đâu. Bảo không cần cũng không đúng nhưng mà đại khái là nó không 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 gọi là Thiếu Lâm nó không ưu không quá cần ưu tiên chứ có thì nó vẫn là ok hơn. Đấy, sinh lực 78 thì lực 75 kháng hỏa mắc binh, sinh khí 6, 6 nhân 8 48 máu. Thêm được 48 máu ở cái điểm sinh khí nữa. Một cái nhẫn là khả năng là đủ tiêu chí của anh ấy rồi. Một cái đai đây anh ấy chỉ lấy choáng 40 thôi anh em ạ. Đây cái này 20 và cái này 20. Choáng 40. Đây là cái đai này, choáng 20, kháng hỏa 25, sinh khí 8, sinh lực 158, nội lực 30. Cũng như cái nhẫn thôi, ưu tiên về mức kháng hỏa để chống cái băng rồng. Một cái giày phòng thủ vật lý 21, chậm 40, tốc 29, quá binh anh em ạ. Sinh lực 19, cái giày quá binh anh em ạ. Giày này theo em được biết là 3 triệu, rưỡi hay 3 triệu ấy. Anh ấy mua 3 triệu, rưỡi hay 3 triệu ấy. Đấy. Ở đây là một cái xe tăng 200 máu. Và một cái long bào kháng tất cả 10%. Tổng quan về set đồ thì cái vũ khí này thì khi mở dương ra thì nó rơi vào tầm 2 triệu. Và sau khi tẩy thì em không biết anh ấy tẩy bao nhiêu lần để được cái vũ khí này. Đấy, cái vũ khí này là cứ cơ bản anh em là phải xác định là 2 triệu đổ lên. 2 triệu chỉ là cái tiền mở ra thôi nhá, còn phải tẩy được như này nó là một một cái gì đó nó phải phải quan cực kỳ phải đỏ mới tẩy được á. Như cái vũ khí của em nhá, mở ra mất 2 triệu nhưng tiền tẩy mất 3 triệu. Là cái vũ khí của em nhìn thế này rồi, 5 triệu cái vũ khí. Nhưng vẫn phải tẩy tiếp đấy. Nhưng mà bây giờ chưa có lực để tẩy thôi anh em ạ. Cái mũ này thì mở cũng phải mất 2 triệu mà tẩy được như này thì không cũng không biết mất bao tiền để tẩy được như này. Đấy, cứ khởi điểm 2 triệu. Ít nhất là 2 triệu. 2 triệu chỉ là cái tiền để mua cái dương mở ra thôi anh em ạ. Chỉ mua cái dương mở ra còn chưa nói đến cái việc tẩy nhá. Một phát tẩy là mất 3 lốp. Đấy, thì không biết tẩy bao nhiêu lần. Cứ xịt một lần là mất 3 lít, cứ xịt một lần mất 3 lít. Đấy cho anh em dễ hiểu. Hai cái món này cứ bẩn bẩn thì cứ phải 4 triệu đổ lên rồi, riêng tiền mở. Đồ hạn sử dụng nhưng mà gia hạn được mà anh em. Còn cái set cương tình á, đây là cái set hiệp cốt thì em không biết giá set hiệp cốt cho lắm. Em không mặc đồ nam. Nhưng mà cái set cương tình mà anh ấy đang sử dụng ấy là nó phải rơi vào khoảng tầm 10 12 triệu, set cương tình nam anh em ạ. Xét cương tình là cái xét nhu tình ấy, nhu tình nam ấy, nói thế cho anh em dễ hiểu. Còn mấy cái đồ như bao tay này thì cái giá trị em nghĩ cũng chỉ là đôi kim thôi. Nhẫn thì cũng chắc là khoảng tầm 50 kim thôi.
mấy cái đồ này thì không 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 tính, không tính mấy. Đồ này cái giá trị nó không 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 đáng kể. Cái giày này thì là 3 triệu. Giày này 3 triệu. Theo thông tin em được 3 triệu hay 3 triệu rưỡi em mua của Nam Keng. Cái Long Bào kháng tất cả 10 này 12.000 vạn Bảo Châu. 12.000 vạn Bảo Châu mà cái giá một một vạn Bảo Châu bây giờ nó có giá khoảng tầm 4 4 xu một 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 viên vạn Bảo Châu. Thì là 1.000 vạn Bảo Châu là 4 kim. 12.000 vạn Bảo Châu thì nó rơi vào khoảng 46 kim. Thì cái Long Bào này có giá trị là 2 triệu rưỡi anh em ạ. Long Bào giá trị 2 triệu rưỡi. Sơ sơ qua hai món này đó. Hai món này thì em nghĩ là cũng phải tầm 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 cỡ khoảng tầm là một món thì cứ phải sơ sơ tính trung bình khoảng tầm 3-4 triệu. Hai món này cứ tính tầm 8 triệu đi. Giày 3 triệu, 11 triệu. Long Bào 2 triệu rưỡi là 13 triệu rưỡi. Đúng nhỉ? 11, 11, 13 triệu rưỡi. Xét cương tình 10 triệu nữa là 23 triệu rưỡi. Con ngựa này thì ngựa này khoảng tầm 700k, 700-800k. Đấy cơ bản vậy thôi anh em ạ. Đấy là cái đồ mà là giá trị mà rẻ nhất của cái lạc này nó rơi vào tầm 25 triệu rồi anh em ạ. Mắc Võ Lâm Mật Tịch, mắc Tẩy Tùy Kinh. Và hiện tại đang là đứng top 2 server về cấp độ. Cái lạc này riêng về xác thì cũng phải tầm trên chục triệu. Riêng về cái xác. Cái lạc này cũng phải rơi vào khoảng tầm là 35 đến 40 củ trở lên anh em nhé. Quá kinh khủng. Sa mang ngựa cùi em không biết. Em không rõ sao, chắc là đang chờ đợi để đấu con xích long câu của mùa này. Chạy cho nó chất chơi người rơi. Ok anh em nhé, và đây là anh Dương cao thủ. Thiếu Lâm biến thái nhất server anh em ạ. Quá biến thái. Thiếu Lâm phải gọi là amazing út chóp luôn. Con này bắn chết cả em cơ mà anh em. Cảm ơn tất cả anh em theo dõi clip soi đồ cao thủ của em nha. Hẹn gặp anh em ở các clip soi đồ cao thủ lần sau nha.